Đây là nhà thờ Peace UMC, Peace United Methodist Church, Hội Thánh Giám Lý Việt Nam, Hội Thánh Bình An. Ở đây cũng có nhà thờ nói tiếng Anh nữa là Alum Rock United Methodist Church. Và Hội Thánh ở đây do Mục sư Trần Quốc Công Khanh đang quản nhiệm. Hội Thánh có hai cơ sở. Đây là cơ sở đã có từ lâu và hiện tại có thêm một cái cơ sở khác nữa ở một thành phố gần đây. Hội Thánh đứng ra tổ chức Đại hội Liên hữu Giám lý Việt Nam lần thứ 32. Trong tiếng Anh là The Vietnamese National Caucus of the United Methodist Church lần thứ 32 tổ chức đại hội hân hoan chào mừng quý mục sư truyền đạo, đại biểu và quan khách. Cơ sở ở đây cũng rất là lớn và có những cái sinh hoạt để giúp cho cộng đồng nữa, và họ có những cái quảng cáo về các chương trình ở tại nơi đây, và có sân cỏ và có sân chơi cho các em, và có bãi đậu xe ở phía trước nhà thờ khi mới bước vào. Ngoài ra thì ở phía sau nhà thờ cũng có thêm parking ở phía bên trái, đó có con đường đi thẳng ra phía sau. Bước vào đây thì thấy có văn phòng thì ở bên trái, và cái giữ trẻ, rồi có cái phòng gọi là fireside room đi thẳng vào phía trước. Còn quẹo bên tay phải thì có fellowship hall, một phòng để có thể các buổi sinh hoạt, có các buổi ăn giống như kỳ đại hội kỳ này thì tổ chức ăn uống ở tại đây, còn ngủ nghỉ thì ở khách sạn Hilton cách đây khoảng chừng 15 phút. Hiện tại thì các bạn thanh niên đang sinh hoạt bên ngoài trước khi đi vào nhóm lúc 7 giờ rưỡi chiều tối hôm nay. Đây là các em đến từ các nơi khắp nơi trong nước Mỹ. These are the young people coming from all parts of the United States of America. Thì các em rất là vui sau đại dịch thì không có gặp được, nhưng mà bây giờ thì các em họp lại, có lẽ sau cũng khoảng 2 năm không gặp mặt nhau. Đây là đoàn thanh niên, các em đang đứng sinh hoạt ở bên ngoài. All right, perfect. Did everyone get that? Yeah. Yes? Where is she from? Denver. How old is she? 22. What's her name? Okay, good. Pass on next. Mình đi tiếp qua bên phòng nhóm chánh. Ở phía bên phải đây thì có cái phòng gọi là fireside room, thì các bạn thanh niên sẽ sinh hoạt ở tại đây, rồi quý vị người lớn thì có những cái chương trình riêng, rồi chương trình youth and young adults, nhóm tối nay ở tại nơi đây. Đó là từ phía trước đi vào, bên tay phải có cái đường để lái xe đi thẳng ra phía sau. Có cái bãi đậu xe rất là lớn để mọi người có thể đến đậu xe gần với phòng nhóm lớn ở phía trước mặt mình đó. Ở nơi đây thì có nhiều xe đã đến sẵn rồi để chuẩn bị cho chương trình nhóm tối hôm nay lúc 7 giờ rưỡi. Hội Thánh Giám Lý Bình An tại nơi đây xin thân ái chào các đầy tớ Chúa, con cái Chúa, các vị lãnh đạo, truyền đạo, đại biểu và các tăng hữu đến nơi đây tối hôm nay để cùng nhau chúng ta dự lễ chương trình khai mạc của Đại hội Giám Lý Liên hữu lần thứ 32. Pastor
And Pastor Jonathan from Vietnam to be the our delegate. Please stand up and let me. Ở thánh địa Troy. Do mục sư Nguyễn Đức Nhân quản nhiệm. Và hội thánh xuống cái miền Nam thì có hội thánh của mục sư Hồ Truyền hả? Hồ Thế Truyền. Xin mời mục sư Hồ Thế Truyền. Và gần đó có tiểu bang Louisiana, mục sư Quỳnh Thiên Tứ có đại biểu không mục sư? Ông chỉ cái này tôi nhớ ai quá. Đông dữ ha. Michigan. Minnesota. Texas. Miền Trung chắc hết rồi ha. Còn bây giờ mình qua các miền Tây nhá. Miền Tây thì xa nhất là Senegal có hai hội thánh là Linda Vista. Rồi mình lên về quận Cam của chúng ta ha. West Anaheim. Riverside. Tôi cứ nói thưa mục sư các tôi thua ông rồi. Ông một ngày hai tiết tập thể dục nha quý vị. Mục sư ngồi gần võ ngọc tiên ngọc là mục sư Nguyễn Phú Cam. Ông là mục sư Nguyễn Phú Cam. Tôi cảm ơn Chúa là các vị mục sư hữu trí ngồi gần nhau quá nên tôi dễ nhìn. Mục sư Nguyễn Xuân Sơn. Ông bà mục sư Nguyễn Xuân Sơn. Mục sư Đặng Ngọc Báo. Ông bà mục sư Đặng Ngọc Báo. Ông mục sư Đồng Mậu Cang đâu?
Rồi, ông bà một sư đoàn Bảo Tân. Mục sư Nguyễn Bảo Tân Thu Trí bây giờ đổi nghề nghiệp là YouTuber. YouTuber Nguyễn Bảo Tân. Sẵn đây ông có nhờ tôi quảng cáo quý vị nhớ nha, kênh Travel, bấm cái like rồi bấm cái chuông nữa để ông Nguyễn Văn Tân mới có được nhiều like và nhiều view. Quý vị nhớ vô nha, kênh Travel làm chủ tịch của Liên Hữu Baptist đó là mục sư Nguyễn Công Vân. Dạ, xin mời mục sư Nguyễn Công Vân. Kính chào quý mục sư quản nhiệm, quý mục sư hưu trí, tín hữu quản nhiệm truyền đạo và toàn thể quý ông bà anh chị em về tham dự đại hội Liên hữu Dân lý lần thứ 32. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tháng 3 năm 2020 khi cơn đại dịch Covid-19 bùng phát ở tại Mỹ. Lúc đó nhiều người nghĩ rằng cơn đại dịch này có lẽ kéo dài một vài tuần hoặc là tối đa một vài tháng. Nhưng cơn đại dịch cứ tiếp tục kéo dài, số người chết vì bệnh dịch Covid ngày càng gia tăng. Nếu quý ông bạn em còn nhớ lại khi đó, nhiều người lo sợ và không biết mình có còn sống sót qua cơn đại dịch này hay không. Hội Liên hữu Giáo lý lần thứ 30 năm 2020 phải tổ chức trực tuyến qua Zoom. Năm 2021, bệnh dịch có phần giảm xuống. Ban chấp hành tiếp tục chuẩn bị đại hội Liên hữu Giáo lý lần thứ 31 tại Hội Thánh Ravenro. Để cho chắc ăn hơn, ban chấp hành quyết định dời đại hội đến tháng 10 thay vì tháng 7 và cuối tháng 7 như mọi năm. Năm nay, mặc dù bệnh dịch có chiều hướng bùng phát trở lại trong một vài tháng qua, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta được tổ chức đại hội trực tiếp ở trong thánh đường này. Ban chấp hành Liên hữu đã chọn đề tài nhắm mục đích thiên thượng dựa trên câu kinh thánh Philip chương 3 câu 14. Để cho dù các hội thánh có bắt đầu lại như thế nào, có theo chiều hướng nào, có phát triển theo đường hướng nào thì cũng không quên mục đích thiên thượng mà Chúa đã kêu gọi mọi chúng ta. Tôi kính mời đại hội đứng lên và cùng đọc chung với nhau câu gốc này hai lần. Xin chúng ta cùng khởi sự. Nhưng tôi cứ làm một việc, quên lớn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Một lần nữa, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lưng sợ đằng sau mà bước ra sợ đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Ước mong rằng tất cả mọi chúng ta khi tham dự đại hội giáo lý lần thứ 32 sẽ nghe được tiếng Chúa phán qua các giờ học đường, các giờ huấn luyện, chia sẻ tâm linh, cầu nguyện và sinh hoạt các đoàn. Chúng ta sẽ cùng nhắm mục đích thiên thượng để dẫn giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Jehovah cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. Vì Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả trên hết các thần. Biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm nó. Còn đất khô, tay Ngài cũng đã lắng lên nó. Thank you.
Chúng con cúi đầu với cả tâm lòng trước mặt Chúa, cung kính danh Chúa, lòng biết ơn vô vàn chúng con. Vì thôi, trải qua những ngày tháng đại dịch COVID-19, chúng con phải ngưng lại việc sinh hoạt trong nhà thánh và hai kỳ đại hội. Hôm nay Chúa cho chúng con được đại diện về đây từ nhiều thứ ba là đất nước Hoa Kỳ này, cùng với các tôi tớ của Chúa ở Việt Nam qua đây với chúng con để tham dự kỳ đại hội của Liên hữu Tin lành Giám lý lần thứ 32. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì phước hạnh được nhìn thấy mặt nhau, được cùng nhau dâng lời ca tiếng hát tôn vinh chúc tụng ba ngôi Đức Chúa Trời chúng con. Và trong những ngày tới này, chúng con có dịp học hỏi với nhau, lắng nghe các đệ tử của Chúa rao giảng lời Ngài cho chúng con, nâng đỡ đức tin cái dịp tinh thần của chúng con. Giờ đây Chúa ơi, chúng con đang đứng trước Chúa, cầu xin Chúa hiện diện với chúng con, xin thần của Chúa ngự giữa chúng con trong suốt những ngày đại hội, cho chúng con gặp được Chúa, cảm thấy được sự ngọt ngào khi chúng con tương giao gặp gỡ với nhau. Tôi xin được trân trọng tuyên đọc lời của Chúa, xin lên nền tảng cho sứ điệp của Chúa của tối hôm nay. Trong Philip đoạn 3 câu 14: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự đằng sau mà bươn theo sự đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để diễn giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Đó là lời Chúa. Và giờ này xin Thánh Thánh an quả. Và chúng ta cùng hòa lòng với một bài thánh ca với tựa đề Quyết Hầu Việc Jesus do Paul Luther sẽ dâng lời tôn vinh Chúa. Chúng ta cùng hòa lòng.
được cái vinh dự để đứng đây ở giữa hội đồng để chia sẻ lời của Chúa. Tôi xuất thân từ tiểu bang cũng rất là nhỏ. Nếu mà tôi nói cái địa hình hay là nói cái tên này, không biết quý mạnh gian bao nhiêu người nhớ tiểu bang có cái biệt danh là Katrina. Louisiana. Dạ, Louisiana. Đúng rồi. Tiểu bang đó vì nó nằm thấp hơn mặt biển, xung quanh tiểu bang là một cái con đê bao bọc, cho nên để bão vào là nó có khuynh hướng nó đi vào thăm viếng chúng tôi. Bởi vì khí hậu thì nó tương đối nó ấm, nó mát hơn là những cái vùng xung quanh như là Texas hay là ở Arkansas. Và vì thế cho nên năm nào bão nó cũng thương chúng tôi lắm, hay cái đất thăm viếng chúng tôi lắm, cho nên chúng tôi thường xuyên gặp bão. Ba tôi là người đi hầu việc Chúa nhưng mà quê quán ở Vĩnh Long, má tôi quê quán ở tỉnh Đồng Tháp nhưng mà tôi sinh ra ở Campuchia. Lúc đó thì ba má tôi đi trong một cái missionary ở tại Campuchia và để một mình tôi lọt ở tại đó. Tôi có cái thai sanh Campuchia. Tôi nói rằng hy vọng một ngày nào đó tôi trở về Cambodia và tôi tranh cử thủ tướng ở tại đó. Nhưng mà không biết chuyện nào tôi mới có dịp. Và sau đó thì ba má tôi trở về và tiếp tục hầu việc Chúa tại Việt Nam. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi không muốn đi hầu việc Chúa lúc nào. Lớn lên trong gia đình, ông nội tôi là mục sư, cô chú tôi là mục sư, ba tôi là mục sư, anh tôi là mục sư. Nhưng mà khi lớn lên thì tôi nói thà đi đạp xích lô chứ không đi hầu việc Chúa. Nhưng mà trong một cái biến cố rất lớn, Chúa đã thay đổi. Có dịp nào đó tôi sẽ nói cho quý bạn chị nghe thêm. Nhưng mà biến cố đó thật là lớn trong cuộc đời của tôi. Lúc tôi học lớp 8 rồi, lớp đệ ngũ rồi đó. Và Chúa hoàn toàn thay đổi cuộc đời của tôi. Và bắt đầu từ đó thì tôi tự hứa với Chúa rằng con sẽ đi hầu việc Chúa. Và tôi đã thực hiện lời hứa đó năm 1972. Và đến tháng 9 này, 4 tới tháng 9 là vừa tròn 50 năm tôi dẫn mình đi hầu việc Chúa. Chủ đề mà chúng ta sẽ gặp buổi tối hôm nay đó là nhắm mục đích thiên thượng. Khi mà tôi được đề nghị cái chủ đề này thì tôi suy nghĩ đến một cái chữ duy nhất là cái chữ nhắm. Quý bạn trẻ biết là tiếng Việt của mình thì nó phức tạp lắm. Nhắm nó cũng có nhiều nghĩa lắm mà. Nhắm là nhìn, nhắm con mắt lại. Close my eye. Là nhắm tức là hướng tới một mục tiêu, là focus. Thì buổi tối hôm nay tôi muốn lấy những cái ý đó để mà cùng với quý bạn trẻ chúng ta sứ dẫn trong câu kinh thánh này. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự là đằng sau mà bước theo sự là đằng trước, nhắm mục đích mà chạy để dựng giải về sự kêu gọi trên trời mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhắm lại phía sau. Tôi lấy cái ý của câu thứ 14 phần A. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự là đằng sau. Quên lẫn sự là đằng sau có nghĩa là gì? Chúng ta nhắm lại ở phía sau. Ở đây đúng là chúng ta close my eye. Nhắm để chúng ta không còn thấy cái gì ở phía sau. Quên hết cái đằng sau, bỏ lại hết cái đằng sau. Bởi vì ma quỷ nó lợi dụng điều này để nó làm cho chúng ta chùng bước, làm cho chúng ta lui đi. Nó bảo chúng ta hãy nhìn lại phía sau để chúng ta nhớ lại trong quá khứ của mình. Mình đã sống như thế nào, tự do như thế nào, mình đã có những cái vẻ vang như thế nào, bây giờ cái hầu Chúa để làm gì, hay là nó làm cho chúng ta nhớ lại đằng sau. Mi là cái người tội lỗi nè, xấu xa nè, không xứng đáng nè, làm sao có thể đi được con đường đó. Nó làm cho chúng ta cứ nhớ lại những cái gì đằng sau, và vì cái đó chúng ta không thể hầu việc Chúa được.
Nhiều lúc chúng ta bị ma quỷ kiềm cáo đủ mọi điều, nhưng mà nhớ rằng chúng ta theo Chúa, quên hết những sự đằng sau, nhớ con mắt lại phía sau, đừng nhớ, đừng nhìn, đừng quay lại phía sau, để chúng ta hướng về phía trước mà theo Chúa và hội thánh. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta sư gặp, đừng ngó lại phía sau, nhắm mắt phía sau. Điều thứ hai mà chúng ta sư gặp ở đây là chúng ta nhắm về phía trước. Nhắm về phía trước tức là chúng ta hướng về phía trước. Ở đây Paul nói rằng mà vươn theo sự đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy. Vươn theo có nghĩa là tất cả là vội vàng, là mau chóng để mà đạt đến ở phía trước, đến cái mục tiêu cuối cùng của mình. Nhắm về phía trước là chúng ta mở con mắt về phía trước, lúc bây giờ chúng ta không còn nhắm lại nữa, mở ra để chúng ta hướng về phía trước, nhìn về phía trước để xem mục đích mà chúng ta đến là gì và cố gắng để tiến đến mục đích đó. Mấy người bạn của tôi hỏi tôi chứ anh nhắm làm có ăn không, thì tôi cười tôi nói mở còn thấy nhắm thấy gì. Nhiều khi chúng ta nhìn ở tương lai chúng ta thấy rằng mình mở mắt to ra mình còn thấy nhắm thấy gì, thật ra đó là con bóng vui thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn tới để chúng ta mở to mắt ra để biết rằng chúng ta phải làm gì, phải đi đến đâu. Đừng nói là làm sao để nghe những cái lời xu nịnh của ma quỷ hay là những lời cản trở của ma quỷ. Mục đích là Chúa muốn chúng ta kết quả cho Chúa và làm sao để kết lời cho Chúa. Vươn theo sự đằng trước, nhắm mục đích là chạy, để mà chạy đó là tiêu chí của chúng ta. Hướng về giải thưởng là chúng ta chạy để mà chúng ta đạt được cái giải thưởng đó. Theo cả cuộc đời đi học với Chúa, nhưng mà cái ngày cuối đời chúng ta đã thất bại trước sự tấn công của ma quỷ thì thế nào? Cho nên chúng ta phải chạy để mà chúng ta đạt đến cái mục tiêu cuối cùng. Trong suốt thời gian dịch, chúng tôi cũng đã duy trì và hội thánh vẫn được ghi dựng. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Dầu hoàn cảnh nào khó khăn gì, chúng ta không để cho những điều đó làm cho chúng ta bị trùng bước. Tối hôm nay quý bà chị em hãy quên hết những sự đằng sau đi, những gì đang ngăn trở chúng ta, những gì đang làm trùng bước chúng ta, những tội lỗi vương vấn chúng ta, những cái quá khứ nó có thể trì kéo chúng ta, quên hết đi. Hãy bước theo sự đằng trước. Mục đích là Chúa muốn chúng ta đi đâu làm gì, hãy hướng về cái đó để mà chúng ta đạt được giải thưởng mà Chúa dành cho chúng ta. Câu gốc của chúng ta, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lực sự đằng sau, vươn theo sự đằng trước, nhắm mục đích mà chạy để dừng giải về sự kêu gọi trên trời của Chúa Trời trong những Chúa Giêsu Christ. Đó là điều chúng ta sẽ gặp buổi tối hôm nay. Ước mong rằng đại hội này chúng ta sẽ nhắm đến một điều để mà trong năm sắp tới này chúng ta hầu vì Chúa một cách kết quả, và chẳng những năm sắp tới này và những năm còn lại chúng ta cũng sẽ kết quả nhiều hơn nữa cho Chúa. Đó là điều Chúa muốn. Xin Chúa ban phước cho quý mạnh dẻo trong suốt những ngày tháng còn lại trên đời. Yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và sự cảm thông của Đức Chúa Thánh Linh ở cùng mỗi một người chúng con và cả hội đồng này từ nay đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen.
đây bán đồ để gây quỹ cho đoàn phụ nữ. Có cô Hạnh làm mấy cái món xếp giấy đây. Đó, đủ thứ hết trơn. Có mấy con bự bự đây nữa nè. Ôi sao quá nhiều thứ đi. Mấy con làm bằng len. Nó có cái bình này nữa. Quá con. Có con này bự nhất à. Nhưng mà cái này nó có chào mừng sư nhân. Sư khỏe ha? Sư bình khỏe. Cô khỏe ha? Kính chào quý vị, đây là nhà bếp. Ai nhà bếp trưởng ở đây? Đây chào mấy cô. Bếp trưởng đây. Bếp trưởng đây. Wow. Helper. Oh helper. Dạ dạ. Còn quý vị đây là một số người phụ, một số người ăn luôn tại đây. Cảm ơn quý bà, quý anh chị em nhiều lắm. Hả? Bạn ẩm thực nữa hả? Dạ. Dạ. Mình thật á. Không người ta. Dạ. Chào em. Dạ. Một sư nói mấy bà nghe ghê quá. Một sư nói mấy cô. Mấy cô hả? Mấy cô vui lòng chút xíu. Mấy cô. anh tên gì? Anh tên gì? Dạ, em tên Đạt Mục Sư. Dạ. Đạt ha? Đạt Mục Sư ha? Dạ. Ủa dạ tôi nghe mà. Ok.